Tuổi Mùi năm 2022, công danh sự nghiệp viên mãn, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người và có con mắt nhìn xa trông rộng, cùng với đó là khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến và giàu không đỡ nổi. Trong năm 2022 thì công việc của người tuổi Mùi rất chi là thoải mái, có nhiều thành tựu lớn trong năm. Tuy nhiên khi thành công thì tuổi Mùi cũng không tránh khỏi bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được nhận công thì lại hoàn toàn không xứng đáng. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo, bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho chính bản thân mình và cố gắng hoàn thiện đúng thời gian, không để cho ai phải phàn nàn. Vậy thì vận trình cụ thể năm 2022 của người tuổi Mùi như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân ngự trị. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Mùi năm 2022 Nhâm Dần. Người tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần 2022 có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi nhà hàng. Trong năm nay, quý nhân giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Đường nhân duyên của bản mệnh tốt giúp thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ, đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước rất nhiều. Cần chú ý tiểu nhân cạnh tranh hãm hại và hao tán tiền bạc xuất hiện, nên bản mệnh cần phải hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Năm nay cũng có những chuyện thị phi, rắc rối xảy đến. Vì vậy, dù việc làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định, nhưng người tuổi Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế, trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, con giáp này cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, mối quan hệ nào mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các gia chủ sẽ cần phải cẩn trọng chú ý tháng Quý Sửu, có nghĩa là tháng 12 âm lịch, từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mùi, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần 2022. Trong năm Nhâm Dần 2022, công việc của tuổi Mùi có nhiều triển vọng mới, thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Tuy sự nghiệp có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm, công việc của bản mệnh phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm. Chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến cho bản mệnh cần phải cẩn thận ứng phó, chú ý các mối quan hệ xã giao. Với những người làm nghề tự do, bản mệnh cần phải xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm và thị phi cho chính bạn. Bởi vậy, những mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình pháp khí phong thủy trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là pháp khí của nhà Phật,
khi mang theo bên mình sẽ giúp cho gia chủ luôn được may mắn, bình an. Đặc biệt, tại phong thủy Lộc Tài, Bát Bảo Tâm Kinh đã được khai quang trì chú bởi thầy Gia Cát, vậy cho nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất, phù trợ cho gia chủ. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Mùi năm Nhâm Dần 2022. Con đường tài lộc của người tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần khá thuận lợi, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm nhiều lợi mà đầu tư không suy nghĩ, bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản và ngồi tù. Năm nay sẽ không có nhiều cơ hội, thu nhập cũng sẽ phát triển theo tình hình, rủi ro hoặc tài vận cũng sẽ tùy theo mà tăng nhiều hoặc ít, đồng thời còn gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí là nghiêm trọng, vì tiền tài mà xảy ra tranh chấp liên quan tới pháp luật. Chi tiêu ngoài ý muốn nhiều, năm nay tuy là năm tài vận kém, nhưng người tuổi Mùi không cần quá mức khẩn trương. Cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị. Nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng mục tiêu, cùng với sự cần cù chăm chỉ làm việc, có thêm quý nhân tương trợ, thì có thể đạt được kết quả mong đợi. Ngược lại, nếu như ăn không, làm biếng, cả ngày vọng tưởng, tiền từ trên trời rơi xuống, tiền tài tự nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để cho vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần 2022. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi Mùi bình ổn trong năm 2022, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng, có đau yếu cũng chỉ qua loa, tốn kém một chút tiền bạc. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan tụ tập, cũng như trong cuộc sống thì cần phải biết giữ mình, không nên lạm dụng rượu bia, thuốc lá, hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu về dài. Người tuổi Mùi cần tránh đến những nơi u ám, ẩm ướt, nếu không dễ khiến cho cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Nhâm Dần, bản mệnh không nên làm việc quá sức, khiến cho cơ thể mệt mỏi, không nên tham lam hoặc sa đà vào các thú vui như là rượu bia, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh, nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Mệnh chủ tuổi Mùi năm nay sức khỏe của bản thân và người nhà đều dễ dàng xuất hiện bệnh tật, thậm chí có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại, tình trạng bệnh vật khó trị phát sinh, cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nếu như cảm thấy không khỏe, phải kịp thời chạy chữa. Hàng ngày nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần 2022. Trong năm 2022, người tuổi Mùi, dù là nam mạng hay nữ mạng, đều khá vượng về đường tình duyên. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương sẽ gặp một thử thách vô cùng lớn. Bản mệnh dễ dàng, mẫn cảm, cực đoan, có các hiện tượng như xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời cũng dễ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã tranh chấp. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang, cùng người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm thì mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm âu lo. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần 2022. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, Dương Liễu Mộc. Xem tử vi năm Nhâm Dần, người tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 sẽ có cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn, không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Về tình cảm,
vì đang ở trong tuổi mộng mơ, cho nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cho cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, lộ bàng thổ. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Hãy lập kế hoạch phát triển và xác định mục tiêu hướng tới cho mình ngay từ đầu năm, rồi kiên trì thực hiện từng bước. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những kết quả xứng đáng, sự nghiệp có bước tiến đáng kể. Người tuổi này cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường. Bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Năm nay, công việc tuy có sự trợ giúp từ bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn phải đề phòng người không quen bị tiểu nhân xen vào, chớ vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thiên thượng hỏa. Vận trình của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2022 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bạn. Trong công việc, sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất đi cơ hội. Bù lại, đào hoa của con giáp này trong năm 2022 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thiên hà thủy. Trong năm Nhâm Dần, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi, lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán chường, chí tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Tuy nhiên, đào hoa vượng, đường tình duyên khá suôn sẻ và đón nhiều hạnh phúc trong năm. Tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, sai trung kim. Năm nay không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp cho tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường, hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng tốt nhất cho gia chủ. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Mùi trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, chọn vào biểu tượng quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo video mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.